Chuyến xe em tôi đi thi từ huyện miền núi Tương Dương đã đến thành phố Vinh vào trước 2 ngày diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Ngay khi đến thành phố Vinh, các bạn học sinh đã được lực lượng thanh niên tình nguyện đón tiếp, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình. Đội xe lai miễn phí của các bạn tình nguyện được phân công cụ thể đón các thí sinh về các điểm thi. Những thí sinh có nhu cầu về chỗ ở được chỉ dẫn tìm kiếm các phòng trọ miễn phí. Em ở miền núi Tương Dương xuống đi một mình thì em cảm thấy hơi lo lắng bởi vì em đi một mình xuống, nhưng mà xuống đến nơi thì gặp mấy anh chị tình nguyện để hướng dẫn đi tìm phòng trọ và tìm được phòng trọ miễn phí. Em cảm thấy rất yên tâm cho khi đi sắp tới. Nhiều người dân ở thành phố Vinh đã và đang thể hiện những việc làm cụ thể, thiết thực để tiếp sức, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh. Tôi nghĩ là mình nên có cái chương trình miễn phí để đóng góp một phần nhỏ và nào đó để cho các thí sinh khi tham gia về thành phố Vinh để tham gia thì nó có một cái gì đó gọi là tín tưởng. Từ sáng sớm, trước các cổng bến xe, ga tàu, lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt để hướng dẫn địa chỉ, phục vụ việc di chuyển, nước uống miễn phí. Và từ ngày hôm qua đến bây giờ thì đã có hơn 200 lượt tư vấn, đó là các việc như là chỉ đường này, rồi là tư vấn phòng trọ, rồi một số bạn sinh viên còn giúp đỡ các người nhà thí sinh là chuyển đồ. Và ở đấy còn có một hoạt động rất đặc biệt nữa mà mỗi đoàn tiếp sức mùa thi khi lên ở bến xe Vinh này, đó là giúp người nhà thí sinh hỗ trợ giá xe của các bác xe ôm ở đấy để họ có cái giá tốt nhất để có thể đưa thí sinh đến điểm thi an toàn. Cùng với đó, tại các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia phân luồng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Với nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa của lực lượng thanh niên tình nguyện đã góp phần không nhỏ để cùng sĩ tử có một mùa thi an toàn đạt kết quả cao.